Đám cưới khủng của thiếu gia Phan Thành và tiểu thư Riêu My Trương đang là sự kiện hot trên mạng xã hội ngày hôm nay. Thông tin về đám cưới tại nhà trai lẫn nhà gái được cộng đồng mạng bàn tán rầm rã. Vào sáng ngày 29 tháng 1, lễ rước dâu hoành tráng đã chính thức diễn ra. Gia siêu xe hàng trăm tỷ đồng hộ tống thiếu gia Phan Thành đi rước dâu, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt là cô dâu Riêu My Trương vô cùng xinh đẹp trong ngày hôm nay. Ở ngày trọng đại của cuộc đời, Riêu My Trương khiến bất kỳ ai cũng phải xích xoa trầm trồ vì quá đỗi xinh đẹp trong bộ áo dài đỏ rực rỡ và lối trang điểm nhã nhặn. Vào lúc 8 giờ 45 sáng, phái đoàn nhà trai đã bắt đầu lên đường di chuyển tới nhà cô dâu để làm nghi lễ rước dâu. Dẫn đầu đoàn là siêu xe 34 tỷ thuộc sở hữu của Phan Thành. Đầu xe được gắn hoa màu xanh mà yêu thích của Riêu My Trương. 9 giờ 20 sáng, chú rể Phan Thành và gia đình nhà trai đã có mặt ở nhà gái. Thiếu gia vô cùng rạng rỡ, không giấu được vẻ hạnh phúc trên gương mặt. Dòng phụ rể đã khá chật vật với những tráp cưới to nặng. Dòng phụ dâu xuất hiện vô cùng xinh đẹp, trong đó có Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, Ngọc Thanh Tâm và Châu Nguyễn. 9 giờ 30 sáng, các nghi thức cưới chính thức diễn ra. Cô dâu Riêu My Trương xuất hiện lộng lẫy trong bộ áo dài đỏ và nhan sắc cực phẩm, ngay lập tức thu hút sự chú ý. Cô dâu với nhan sắc ngọt ngào, cười tươi rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp. Ngoài ra, dân tình còn đổ dồn sự chú ý vào chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên tay cô dâu. Nhìn kích cỡ cũng đủ đoán nó có giá trị không hề nhỏ. 10 giờ 50 phút sáng, phái đoàn nhà trai đã rước dâu thành công. Đoàn rước dâu di chuyển ngược lại về biệt thự nhà chú rể. Thiếu gia Phan Thành sinh năm 1989 là tổng giám đốc của Sài Gòn Square, người thừa kế của đại gia Phan Quang Chất, ông chủ trung tâm thương mại lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình anh có tiếng trong giới kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Phan Thành được dân mạng chú ý hơn khi có bộ sưu tập siêu xe trị giá gần 100 tỷ đồng với nhiều thương hiệu xa xỉ như Rolls Royce, Lexus, Ferrari. Anh cũng thường xuyên tham gia các sự kiện trong giới showbiz Việt. Riêu My Trương tên thật là Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992, nổi tiếng là hot girl tài sắc trong giới trẻ. Cô từng góp mặt tại một số cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam của ảnh năm 2012 và giành giải Người đẹp khả ái. Cô là con gái của bà Võ Thủy Xuân Trang, hiệu trưởng trường phát triển cá nhân và đào tạo tài năng John Robert Fowler Việt Nam. Ngôi trường này được mệnh danh chỉ dành cho hội con nhà giàu vì học phí vô cùng đắt đỏ. Riêu My Trương tốt nghiệp ngành thương mại, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Hiện cô giữ vị trí quản lý tài chính tại trường do mẹ cô làm hiệu trưởng. Mối tình của cặp đôi được cho là bắt đầu từ cuối năm 2017 và đã từng có tin đồn chia tay. Sau một thời gian họ tái hợp và tổ chức lễ ăn hỏi vào cuối tháng 11 năm ngoái. Thiếu gia Phan Thành rước dâu bằng dàn siêu xe 200 tỷ. Vào sáng ngày 29 tháng 1, đám cưới của thiếu gia Phan Thành và cô dâu Riêu My Trương đã diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng như dự đoán, dàn siêu xe của thiếu gia đã gây chú ý ngay từ khi đến nhà cô dâu. Trong giới con nhà giàu Sài Thành, Phan Thành không phải là cái tên xa lạ. Anh là người đứng đầu danh sách thừa kế của đại gia Phan Quang Chất, ông chủ của Sài Gòn Square cùng với nhiều bất động sản giá trị khác. Nhờ vậy, thú chơi siêu xe xa xỉ của Phan Thành hoàn toàn được thỏa mãn. Thiếu gia sở hữu bộ sưu tập khủng từ các thương hiệu Rolls Royce, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Range Rover, BMW. Đúng như dự đoán, giá siêu xe nhà họ Phan ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng đã xuất đầu lộ diện, hộ tống thiếu gia đi đưa nàng về dinh. Dẫn đầu đoàn xe rước dâu là siêu xe Rolls Royce 34 tỷ đồng. Nổi bật với hai tông màu xanh dương đậm và xám được trang trí hoa cưới từ ngày 18 tháng 1. Thiếu gia Phan Thành đặc biệt tinh tế, lựa chọn hoa màu xanh dương, màu sắc yêu thích của cô dâu Riêu My Trương. Nhà trai xuất phát từ lúc 8 giờ 30 sáng và có mặt tại nhà cô dâu vào lúc 9 giờ 10 phút. Trong ảnh, chú rể Phan Thành lên siêu xe, dẫn đầu đoàn đi đón dâu. Ngoài ra, dàn xe còn có chiếc màu trắng và đèn đồ sộ, là một trong những chiếc xe đắt đỏ trong bộ sưu tập của nhà Phan Thành. Theo dự kiến, tiệc cưới sẽ bắt đầu đón khách vào lúc 5 giờ 30 chiều. Trong buổi sáng, các nghi thức đám cưới được thực hiện lần lượt tại biệt thự nhà gái ở quận 7 và nhà trai ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Wow, being a girl is so great. Xanh là em hồn nhiên, vui là con.
cho ai kia theo em xuống phố. Ngập ngừng em biết con tim đang rối bời, trông em như hững hờ, là em sợ thương, sợ thương lòng ai. Tiếng thương, tiếng yêu, tiếng ca, tiếng lòng nhẹ thôi người ơi, hát em nghe mùa yêu. Vui là con gái Hà, là con gái thật tuyệt. Vừa thấy video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.